Chào anh, tổng đài chuyển phát nhanh xin nghe. Chào bạn, mình chưa nhận được hàng, bạn kiểm tra giúp mình được không? Được rồi, xin hãy đợi một chút. Cảm ơn bạn đã chờ, đơn hàng của bạn đã được ký nhận. Tôi đã không nhận được nó. Kiểm tra cho thấy nó đã được ký vào lúc 2 giờ chiều. Chờ chút, nó được ký nhận nhưng tôi đã không nhận được nó. Kiểm tra cho thấy bạn đã ký nhận nó. Đó là lý do tôi hỏi bạn, tôi chưa nhận được chuyển phát nhanh, bạn phải giúp tôi kiểm tra đơn hàng đó. Được rồi anh ơi. Địa chỉ giao hàng của bạn có đúng không? Không. Được rồi, đây, chúng tôi có thể giúp kiểm tra điểm đến của đơn hàng. Vui lòng chờ. Cảm ơn bạn đã chờ đợi, tôi đã kiểm tra đơn hàng của bạn. Chuyển phát nhanh của bạn cho thấy rằng nó đã được ký nhận. Bạn thân mến, bạn có câu hỏi nào khác không? Tôi nói lại lần nữa, tôi không ký và cũng không nhận được. Đơn hàng đã được ký vào lúc 2 giờ chiều hôm qua. Thế hàng của tôi đâu? Ai đã ký nhận nó? Nó cho thấy rằng bạn đã ký nhận. Bạn không hiểu tiếng người à? Tôi đã không làm vậy và tôi cũng không ký vào đó. Bây giờ tôi muốn bạn giúp tôi kiểm tra đơn hàng đang ở đâu. Hãy bình tĩnh, bạn sẽ không mất nó. Tôi sẽ liên lạc cho người giao hàng chịu trách nhiệm đơn hàng của bạn. Xin lỗi vì đã để bạn chờ lâu nhé bạn yêu. Tôi là người chuyển phát nhanh. Người chuyển phát nhanh nói rằng anh ta đã ký nhận nó. Bạn còn cần hỏi thêm điều gì nữa không? Nếu không có gì khác tôi sẽ cúp máy tại đây. Vui lòng đánh giá dịch vụ của tôi. Cảm ơn bạn. Đứng dậy đi ra ngoài. Bạn thân mến, xin hãy bình tĩnh. Cút ra ngoài đây. Khi vợ rất hiểu ý bạn. Vợ ơi. Vừa đưa tay ra, cô đã biết phải làm gì. Này em, hôm nay có thể sẽ lâu hơn chút. Cảm ơn vợ yêu. Em yêu, hãy xem xe của anh. Chìa khóa đây. À, đúng rồi, còn lịch làm việc hôm nay. Làm sao anh có thể sống thiếu em cơ chứ? Yêu lắm cơ. Yêu em nhiều lắm. Yêu anh. Chào bạn, bữa ăn cho cặp đôi hiện tại là 5 triệu bạn muốn thử không? Em thực sự không muốn cãi nhau với anh. Đã bảo rủ thêm người đi ăn mà không chịu nghe. Em đi về ăn mì tôm, anh ăn một mình đi. Này em, ở lại ăn xong rồi về. Làm sao em hiểu ý anh thế? Đi nhanh nào. Này vợ, sếp anh lại gọi điện chắc lại bắt làm thêm cuối tuần đấy. Anh Lô, bạn là người nhà của chú điện thoại này hả? Anh ta vừa va vào xe tôi xong bỏ chạy đấy. Bạn có thể đến đây bây giờ được không? Hay lắm. Em lên làm diễn viên. Cặp sách của tôi giá 500.000, đôi giày này của tôi 2 triệu, chiếc máy tính bảng bố mẹ tôi mua cho 15 củ, iPhone 15 Pro gỗ mắt này mới ra mới 35 củ. 25.000. Hôm nay tôi sẽ đi giao đơn hàng bất ổn nhất lịch sử. Anh em hãy cùng tôi đón xem nhé. Anh em hãy thích và chia sẻ mạnh lên. Xin chào, tôi mang đồ ăn đến cho bạn đây. Sao đi chậm thế hả? Chân tôi tê cứng vì ngồi xổm rồi. Bạn đang ở cái nhà nào đấy? Ở đây này. Mở cửa ra xem nào. Đây đây. Chúc bạn có một bữa ăn ngon. Cút. Nhớ đánh giá tốt cho tôi nhé. Anh ta yếu lắm chắc không qua nổi. Phải cứu anh ta. Bỏ đi, không còn hy vọng. Đừng bỏ cuộc, vẫn cứu được. Là bác sĩ phải có trách nhiệm. Chuông tan ca. Hết giờ làm việc rồi. Thế là đến giờ làm việc của tôi. Mẹ, con muốn đi Sapa. Sapa, sao không lên Sao Hỏa luôn đi? Sao rồi, mẹ bạn có cho đi không? Mẹ tôi bảo tôi lên Sao Hỏa. Cái gì? Sếp ơi, em muốn nghỉ một tuần đi Sapa. Một tuần luôn á? Dạ sếp, một tháng có 4 tuần mà cậu xin nghỉ một tuần luôn. Trừ một tuần tiền lương có nghỉ không? Này vợ ơi, em có thích đi Sapa không? Tranh thủ các con cũng lớn rồi, mấy đứa nó cũng thích ở nhà ông bà. Mình nhớ ông bà trông cho một tuần đi Sapa chơi đi. Trên đó mùa này đẹp lắm, anh chưa đi bao giờ. Không đi, anh có bị làm sao không? Cuối năm làm gì có thời gian chứ. Mà còn rất nhiều thứ phải chi nữa. Chúng ta phải tiết kiệm tiền còn sắm Tết. Anh nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn đi. Đừng đấy làm gì, đi không?
không có sinh lễ 1 tỷ. Đừng cố cướp con gái tôi đi, cháu con nhà nghèo làm sao có 1 tỷ, đi bốc bát họ là được, lãi suất rất cao. Bác muốn cháu trả lại con gái bác không? Cháu sẽ trả góp mỗi tháng 10 triệu cho bác, trả góp tính lãi suất đó, trả trước cho bác 300.000, đưa người đi. Sao chỉ có 300 thôi, gấp vậy cháu không có nhiều tiền để cháu say. Anh đến xì xì, câu chuyện của bạn hay đấy nhưng không để giảm tội. Khi bạn và con trai đi qua vùng hoang dã, thấy một chiếc xe đầy tiền, xung quanh không có camera, tài xế thì bị sát hại. Phải kiểm tra lại cho chắc đã. Bạn và con trai sẽ xử lý tình huống này như nào? Làm sao phải vào đây vậy? Phá hoại bãi cỏ. Bạn dẫm lên cỏ và bị tống vào đây. Đừng nhắc chuyện đó nữa, nghĩ lại oan ức quá. Bạn phải tu luyện bao năm, không thời hạn, trung thân sao? Đúng vậy. Này, có thể bạn đã bị buộc tội sai. Có lẽ là không phải. Luật sư của tôi nói rằng đây là mức án nhẹ nhất. Không thể nào. Cho tôi xem bãi cỏ đó nào. Ăn thịt bò này đi em. Thêm càng qua nhé. Ăn nốt con tôm càng xanh. Em không ăn rau. Em ghét mùi tỏi lắm. Ghét ớt nữa ăn sẽ mọc mụn. Trà sữa này không ngon, anh uống đi. Người trẻ không biết nhường chỗ cho người già sao? Chú ngồi đi ạ. Chú ngồi đi ạ. Tôi thật khốn nạn. Tôi thật khốn kiếp. Tôi thật khốn nạn. Tôi thật khốn kiếp. Tôi thực sự đáng chết. Tôi thực sự đáng chết. Cái quái gì vậy nhỉ? Tôi thực sự đáng chết. Tôi thực sự đáng chết. Uống canh mạnh bà đi nào. Hãy nhường chỗ cho tôi. Bạn ơi, tôi hỏi chút. Có chuyện gì thế? Tôi có thể hủy chuyến xe này được không? Rồi tôi chạy đến đây vô ích cả. Tại tôi ì ra quần. Thế thì, đừng ngồi xuống nó sẽ bị bệt đó. Việc đó liệu ổn không? Để tôi ngồi xuống nhé. Đừng, tại sao bạn lại muốn ngồi? Nó sẽ dính vào ghế xe của tôi mất. Tôi bị viêm dạ dày ruột cấp tính. Đừng, đừng, xe tôi có nhiều mùi lắm rồi. Tôi không muốn có thêm mùi khác. Vậy thì không phải bạn đã chạy đến đây vô ích sao? Không sao đâu, hủy nó đi, coi như tôi đi hóng mát. Vậy thì thiệt cho bạn quá. Không thiệt, không thiệt, hãy kiếm xe khác đi. Thật là một người tốt bụng, may không mất tiền. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn sắp chết khát trên sa mạc? Có hai chai nước bên cạnh bạn, một chai từ nước sông Hằng Ấn Độ, được các vị thần Ấn Độ ban phước và sử dụng an toàn. Chai còn lại là nước thải hạt nhân của Nhật Bản, được chính phủ Nhật Bản chứng nhận an toàn khi sử dụng. Bạn sẽ chọn chai nước nào? Hả? Làm sao để chọn đây? Tôi sẽ cho bạn 500 củ. Thật không đấy? Nhưng bạn không được dùng điện thoại trong vòng 1 năm kể từ bây giờ. 1 năm trời không được sử dụng điện thoại cả 1 năm. Được 500 củ đấy. Được thôi. Bạn cũng sẽ không được xem phim nữa. Thế khó, tôi còn phải cài view. Khi thấy nữ thần đi qua, giả bờ không nhìn thấy, bạn muốn thể hiện sức mạnh của bản thân, vì vậy đã hạ gục nóc áo người anh em tốt của mình để lấy le. Tiếp theo đó hãy thể hiện sự lạnh lùng ngầu lòi bất cần ra, chờ đợi sự ngưỡng mộ của nữ thần.